Ok, xin chào các bạn ha. Chào mừng các bạn đến với trái bài tháng 12 của Cung Bảo Bình ha. Trong tình cảm thì nếu như các bạn muốn tháng sau mình ra cái video năm 2021 cho tất cả các cung và bạn muốn cái Bảo Bình của mình là nhanh chóng thì bạn hãy có nhiều cái lượt xem ở trên cái video này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì chúng ta sẽ bước vào Bảo Bình tháng 12 ha. Mình cảm nhận thấy là Bảo Bình tháng 12 có new connection, có những cái liên kết mới, có những người bạn đến, có rất là nhiều cái sự vui vẻ giữa bạn bè, đồng nghiệp, kết nối nào đó, những cái bữa tiệc hoặc là gì đó vui vẻ ở đây. Và mình thấy rằng là bạn có những cái khoảnh khắc là biết ơn và yêu thương cuộc sống. Mình nghĩ rằng là bạn, đối với một số bạn Bảo Bình đã vượt qua những cái bài học của mình để mà tìm thấy được cái sự tự tin trong bản thân của mình, để cảm thấy tự do, để cảm thấy cân bằng, để cảm thấy hài hòa. Ở đây có một chút xíu, tháng 12 có một chút xíu những cái nỗi sợ gì đó liên quan đến có thể là người yêu cũ hoặc là liên quan đến mối quan hệ ba người. Nhưng mà nhưng mà cái điều đó thì nó không có quan trọng, nó không có chiếm lĩnh nhiều trong cái tháng 12 của bạn. Tháng 12 của bạn khá là tốt đẹp ha. Tháng 12 của bạn khá là nhiều cái sự may mắn ở trong này. Mình cảm thấy giống như là nó nhiều cái sức sống, nhiều cái sự tự do. Những cái khó khăn á, mình không dám nói rằng là nó hết đâu trong tháng 12 này đâu. Nhưng mà mình thấy rằng là giống như những cái khó khăn nó cơi nới ra, nó rộng rãi ra. Bạn vượt qua được những điều đó bởi vì gì? Bởi vì bạn mạnh mẽ, bởi vì bạn tự tin, bởi vì bạn có sức sống. Cho nên bạn vượt qua bởi vì bạn có tiếng cười, bởi vì bạn có niềm vui, có những cái kết nối mới, có những cái sự tỏa sáng của bản thân của mình. Thì chính những cái điều đó là một cái nguồn năng lượng rất là lớn. Bạn được dẫn dắt bởi những cái cảm xúc tích cực, thì nó sẽ giúp bạn vượt qua và thay đổi cái sự focus của bạn vào trong cuộc sống. Đối với một số bạn Bảo Bình á, cái tháng 12 này là cũng là một tháng của việc là chinh phục bản thân của mình, về cái tôi của mình, về những cái vấn đề mà mình cần phải quyết định, chinh phục bản thân mình thông qua những cái vấn đề mình phải quyết định trong cuộc sống ha. Ví dụ như là trong những quyết định đó, có cái quyết định nào mà bạn sử dụng, bạn không kiểm soát được bản thân mình hay không, bạn không kiểm soát được cái tôi để mà nó gây cho bạn thất vọng hay không ha. Thì ở đây mình thấy tháng 12 bạn mạnh về trực giác rất là nhiều, và bạn có một cái sự chinh phục về mặt tài chính tốt ở đây. Ở đây thì mặc dù là coi về tình cảm nhưng mà nó cũng ra tài chính, thì mình cũng nói ha. Một liên kết nào đó là cái người này là chủ của một công ty, hoặc là chủ của, nói chung là cũng là một người quản lý, cũng là một người làm việc ha, có cái vị thế ha, có tiền bạc, hoặc là có một cái cơ bản của mình về trong cái cuộc sống ha. Một là cái người đó có liên kết với bạn vào tháng 12, và hai là cái người đó là một người cung đất kim ngưu ma kết sư nữ ha nha. Cũng có thể là người đó là một người cũ, hoặc là một người có cái kết nối rất là sâu sắc với bạn. Người đó cũng có thể là cung Bạch Dương như vậy nha. Nhưng mà kết nối này vui vẻ và vui tươi, không có gì cả. Kết nối này là cái kết nối cũng có thể là cung Nhân Mã ở đây ha. Nhưng mà cái kết nối này nó mang lại cho bạn cái điều gì? Cái kết nối này nó mang lại cho bạn... mình không nghĩ rằng là trong cái kết nối này bạn quá là cảm thấy tuyệt vời, hoặc là cảm thấy đúng người, hoặc là cảm thấy thỏa mãn mình trong cái mối quan hệ trong cái tháng 12 này đâu. Nhưng mà cái kết nối này đầu tiên nó sẽ giúp cho bạn, mình nghĩ rằng có sự ổn định hơn trong cuộc sống của bạn về trong mặt tình cảm. Mặc dù cái người này mang đến cho bạn là true love nha, nhưng mà mình đang nói về chính bản thân của bạn. Có thể bạn chọn công việc, có thể bạn chọn sự bình yên, có thể bạn chọn sự nghỉ ngơi, chứ bạn không chọn tình yêu ha. Mặc dù cái người này đến để kết nối với bạn, cái người này có tình cảm với bạn, người này là soulmate của bạn, người này có thể cung nước luôn, song lưu tuổi giải bọc bạc ha.
mình thì mình không nghĩ rằng đó là các bạn mình nghĩ với cái sự khởi đầu tình cảm này á, vì sao mà bạn còn rất là nhiều lo lắng, hoặc là vì sao mà bạn còn coi như là mình chưa cảm thấy là mình chỉ đây chỉ là một cái tình cảm mình cảm thấy ổn định thôi, chứ nó không có thúc đẩy cho mình nhiều cái đam mê. Là bởi vì một phần ở đây là có thể rằng là trong mối quan hệ này nó có một trong hai người có gia đình là thứ nhất, cái thứ hai là cũng có thể rằng là nó là một mối quan hệ ba người, hoặc là bạn là người thứ ba ở đây thì có khả năng cao là như vậy. Và mình nghĩ rằng là bạn cũng đã từng trải qua những cái sự mất mát và đổ vỡ, cho nên là điều đó nó cũng làm cho bạn e dè trong mối quan hệ này. Và có thể là bạn sẽ cho mối quan hệ này một cơ hội, bạn sẽ đặt niềm tin trong cái mối quan hệ này. Nhưng mà mình nghĩ rằng là mình thì mình vẫn cảm thấy rằng là bạn cũng cũng rất là cũng có cảm xúc trong mối quan hệ này, một cái liên kết sâu sắc, hoặc là liên kết giống như là mình với cái người này sao sao cảm thấy có một cái liên kết gì đó nó vô hình mà nó rất là thân thiết ha. Mình thì mình vẫn cảm thấy là bạn có cảm nhận như vậy, nhưng mà với cái tháng 12 này mà để mà nó thúc đẩy cho bạn một cái sự đam mê nồng cháy á, thì mình vẫn thấy chưa, giống như nó kết nối và bạn vẫn còn xem xét cái mối quan hệ này. Bạn cho mối quan hệ này khởi đầu, hoặc là hiện tại tháng 12 chỉ là một cái sự khởi đầu thôi. Tạm thời là nó là sẽ là sự khởi đầu thôi. Người đó cũng có thể là sư tử chà, mạnh mẽ quá. Đã đúng luôn á. Give your relationship a chance. Bạn cho mối quan hệ này cơ hội. Bạn say yes cho mối quan hệ này ha. Bạn khởi đầu cho mối quan hệ này. Mình nghĩ đây là tình yêu mới. New love. Dạo này nguyên một cái trải bài này toàn là thấy người yêu mới đến và cần phải release khỏi nguồn năng lượng cũ ở đây. Đừng lo lắng, nhưng mà mình nghĩ rằng là bạn thì bạn không phải là bạn lo lắng, bạn đã học được bài học của mình thấy ở đây nha. Nhưng mà kiểu giống như là chắc có vẻ là chưa đến lúc bạn đam mê thôi, chứ không phải là bạn không thích người này ha. Tại vì mình cảm thấy là có sự tâm đầu ý hợp, cũng rất là vui vẻ dễ thương ha. Bạn cũng bây giờ bạn hãy tự hỏi bản thân mình, nếu như người yêu cũ quay về thì bạn có chấp nhận hay không, bởi vì đối với một số bạn trong đây là nguồn năng lượng người yêu cũ quay về là có ở đây nha bạn nha. Mà nếu mà người yêu cũ quay về thì chắc chắn là trong mối quan hệ này tháng 12 phải là ba mối quan hệ cũ ba người, chứ không phải là hai người nữa. Nói chung mình luôn luôn cảm thấy một nguồn năng lượng là ba người ở trong cái mối quan hệ này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xem thử xem coi là cái con số nào liên quan đến cái tụ bài này ha. Số 5 nha bạn. Ví dụ như tháng 5, ví dụ như ngày 5, sinh nhật của ai đó tháng 5. Tháng số 2 hay bạn ha. Ngày 2 tháng 5, ngày 5 tháng 2, số 25. Số 8 hay bạn ha. 28 hoặc là ngày 2 tháng 8, ngày 8 tháng 2. Ngày 5 tháng 8, ngày 8 tháng 5 nha. Hoặc là 258, hoặc là 285, hoặc là số điện thoại vân vân các bạn ha. Thì đây là cái gợi ý của vũ trụ, hoặc là nó có thể là nó có là một cái thông điệp gì đó cho bạn nào trong đây. Thì đây là trải bài chung bạn đón nhận cởi mở. Bây giờ mình sẽ xem coi là có cái cung nào kết nối mạnh mẽ trong tháng 12 của bạn ha. Bảo bình nè, bảo bình là chính bản thân bạn. Cung La Cốt, Nhân Mã, một cung nữa các bạn ha, cung cự giải ha. Ok, thật ra mình thấy là bạn không có nhiều cái nỗi sợ trong cái mối quan hệ, trong cái bản thân của bạn như lúc trước nữa, chứ không phải là hoàn toàn không ha, không như lúc trước nữa. Tóm lại rằng là mọi thứ nó cũng đang tốt lên với bạn, và bạn cũng đang học được rất là nhiều bài học ở đây. Chỉ có điều là nếu như mà kiểm soát cảm xúc tốt một chút nữa thì nó sẽ làm cho bạn sẽ còn tuyệt vời hơn nữa. Bởi vì khi mà bạn thiếu cái sự kiểm soát cảm xúc đó, thì cái lúc mà cảm xúc tích cực quá thì bạn sẽ lên rất là tích cực. Nhưng mà cái lúc mà gặp nhiều khó khăn thì cảm xúc của bạn sẽ đau xuống tiêu cực. Mình luôn luôn phải có một cái sự cân bằng ở đây ha. Bạn rời khỏi một tình huống cũ. Tháng 12 nếu như bạn muốn chia tay với ai thì tháng 12 mình sẽ chia tay với người đó nha.
nếu mà bạn muốn rời khỏi cái điều cũ trong tháng 12 thì mình cũng thấy bạn rời khỏi được cái điều cũ trong tháng 12. Bây giờ mình sẽ xem coi là trong cái câu chuyện tình cảm của bạn á, bạn nếu mà bạn đang có ai đó, bạn đang nghĩ về ai đó thì xem coi người đó có hành động gì cho bạn vào tháng 12 không. Khởi đầu mới, có một cuộc nói chuyện. Ồ, nhưng mà cái thật ra nói thật nha, cái vấn đề về việc nói chuyện á, mình không có thấy rõ đây về, nghĩa là cái người này có thể là họ họ còn khá là bảo thủ và họ còn khá là cái tôi, hoặc là còn khá là gia trưởng, họ chưa có thể mà hoàn toàn cởi mở với bạn đâu. Cái cảm xúc của người này là mình thấy là họ còn với bạn, nhưng mà giai đoạn này giống như là giai đoạn chia tay, chia xa, sụp đổ, chứ không phải là giai đoạn gặp lại nhau. Giai đoạn này còn rất là nhiều cái mớ bồng bông phải giải quyết ha. Nhưng mà cũng có thể là cái người này họ họ đang trong cái khoảng thời gian mà họ không nói chuyện với bạn. Cái người này có thể họ là cha của những đứa trẻ nữa, cũng có thể là họ có gia đình, hoặc là họ có gánh nặng về gia đình ha. Có rất là nhiều cái sự lo lắng và suy nghĩ ở đây của cái người này. Và ở giai đoạn này mình thì mình chưa thấy cái sự sẵn sàng của người này. Cái người này có thể họ đang vượt qua những cái khó khăn riêng của cuộc sống và bản thân của họ. Mình không biết cái cơ hội này có nó có đến với bạn theo như là, có nghĩa rằng là không biết rằng là người này có thật sự là liên lạc lại với bạn hoặc nói chuyện với bạn hay không. Vì cái nguồn năng lượng tháng 12 này nó cũng quá lớn. Mình chỉ cảm thấy là cái người này họ đang có những cái vấn đề mà họ cần phải đấu tranh trong cuộc sống. Mình thì mình không nghĩ rằng tháng 12 họ sẽ làm điều gì đó cho bạn một cách rõ ràng. Mình chỉ thấy được là tháng 12 cái người này có thể rằng là họ nhiều nhất có thể đó là họ giải quyết cái chuyện của họ xong rồi mới đến cái vấn đề là họ sẽ làm gì đó cho bạn. Mà nếu họ có làm thì họ sẽ là một sự khởi đầu mới, một lời xin lỗi, một sự offer tình cảm cho bạn, hoặc là một cái cơ hội về mặt công việc cho bạn ha. Cái cơ hội công việc này mình cũng thấy là một cái cơ hội công việc lớn ha. Nhưng mà mình thì mình không chắc rằng điều đó nó sẽ xảy ra tháng 12. Nói chung là sẽ có một cái cơ hội rõ ràng giữa hai bạn, nhưng mà mình không nghĩ rằng nó đến vào tháng 12. Bởi vì ở đây thì mình thực sự mình thấy kết nối mới nó đúng hơn. Bạn chờ đợi á, mà một số trường hợp mà nó nhanh đến á, thì bạn với cái người này sẽ gặp lại nhau và có cái sự đoàn tụ với nhau luôn. Nếu mà nó đến sớm thì nó cũng phải giữa hoặc là cuối tháng 12. Có nghĩa rằng là mình thấy một cái nguồn năng lượng nó rất là chậm ở đây. Mình không có thấy nó nhanh, nên mình trong cái tháng 12 này, nếu mà cái người này họ giải quyết xong việc của họ kìa, họ sẽ quay lại, đó là cái năng lượng chung ha. Đôi khi cái người đó của bạn với cái người đó của người khác là nó khác nhau, năng lượng chung mà nha. Nhưng mình chỉ biết một điều là khi nào mà người này giải quyết xong rồi câu câu chuyện của họ thì họ mới liên lạc với bạn thôi, chứ họ không 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 có
Mình nghĩ rằng là cái thời điểm mà họ phân vân hoặc là nhiều thứ để mà làm việc hoặc là đấu tranh hoặc là này nọ kia, họ sẽ không nói về tình cảm với bạn hả. Nhưng mà nếu như mà họ họ mà họ sẵn khi mà họ sẵn sàng họ quay lại, họ kết nối với bạn, đó là một cái tình yêu rất là sâu sắc ở đây, và đó là một sự có thể gọi là đi đến đính hôn, đi đến cái gì này nọ luôn, cái gì và này nọ các bạn ha. Ok, mình sẽ kết thúc cái trả bài của Cung Bảo Bình ở đây ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để có trả bài mới thì nó sẽ gửi thông báo đến cũng như là ủng hộ cho mình. Các bạn nhớ bấm cái chuông thông báo và đăng ký. Nếu các bạn trả bài riêng mua nến mua đá hoặc là trả bài năm 2021 á, tổng quan năm 2021 á, thì cũng inbox Facebook cho mình nha. Chào gặp lại, chào chào tạm biệt và hẹn gặp lại.